Ngày 30 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng, tháng 8 năm 2009, Nguyễn Trọng Vũ, giám đốc công ty đầu tư và phát triển công nghệ Huy Hoàng, chuyên sản xuất chip, có công văn gửi Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học với số tiền 5,1 tỷ đồng để thực hiện dự án 1. Sau đó, Phan Minh Tân, cựu giám đốc Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cùng các thành viên thẩm định thông qua cho công ty được hỗ trợ 4,9 tỷ đồng, thời hạn 18 tháng, tiến độ cấp kinh phí chia thành 3 đợt. Dù công ty Huy Hoàng thực hiện chậm hơn kế hoạch, nhưng Phan Minh Tân và đồng phạm đề xuất duyệt cấp thêm kinh phí đợt 2 là 700 triệu đồng. Sau khi nhận kinh phí đợt 2, công ty Huy Hoàng không hoàn thành dự án, cũng không hoàn trả kinh phí lại quỹ, đã khiến cho dự án bị thiệt hại hơn 3,1 tỷ đồng. Tháng 9 năm 2009, Nguyễn Trọng Vũ tiếp tục có công văn gửi Sở Khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị vay 10 tỷ đồng thực hiện dự án 2. Sau các bước thẩm định xét duyệt, đầu năm 2010, Phan Minh Tân ký văn bản kết luận dự án đặt yêu cầu, đồng ý cho vay dù có nhiều ý kiến phản đối. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nguyễn Trọng Vũ xuất cảnh đi nước ngoài ngày 13 tháng 5 năm 2011. Quá trình điều tra, Phan Minh Tân khai biết công ty Huy Hoàng không đủ năng lực tài chính nhưng vẫn đồng ý phê duyệt cho vay. Điều tra thể hiện tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, thiệt hại dự án 19,5 tỷ đồng, cả gốc lẫn lãi. Tổng thiệt hại hai dự án là hơn 22,6 tỷ đồng.